Thưa quý vị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa tổ chức lễ phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày toàn quốc kháng chiến 19 tháng 12 1946, 19 tháng 12 2021. Đợt thi đua có chủ đề phát huy tinh thần toàn quốc kháng chiến, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. Thời gian thi đua từ ngày 5 tháng 10 đến ngày 19 tháng 12. Đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày toàn quốc kháng chiến của lực lượng vũ trang tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hướng đến mục tiêu phát huy tinh thần toàn quốc kháng chiến năm xưa, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, sáng tạo quyết liệt, quyết tâm triển khai hoàn thành xuất sắc các đề án, dự án, nội dung, chỉ tiêu phong trào thi đua nghiên cứu khoa học, tư pháp, thanh tra, pháp chế, cơ yếu, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Phát động đợt thi đua, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhấn mạnh vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, vai trò của các tổ chức quần chúng, góp phần xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, các tổ chức quần chúng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đoàn kết một lòng, ra sức thi đua, lập thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng và cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19.